đang chơi xúc cát nè. Dạ con đi ở biển đó. Đây bà Hậu đã mua cho Đăng cây xuống nước nha cả nhà. Giờ Đăng sẽ đi lấy nước vào cái súng này để bắn nha. Đây đi, đi theo ba đi. Bà nhớ Đăng để bắn súng nha. Chị dẹp nha. Cái xô đó. Nhà đang làm cái gì? Nước rồi. Làm gì nè? Có chiếc xe là đang. Nhà xô xúc cát vô đây chở đi nè. Đang múc nước ra đây, đang làm hồ bơi nha cả nhà. Ba
dẹp mất lượt lỗ sâu lắm luôn nè. Đâu đang sao không? Đang đâu? Tắm luôn. Mới bà lạ, mới bà lạ, mới bà lạ.